trong khi đào tạo nghề mài tông đơ có bạn học rất nhanh, chỉ trong một ngày hoặc thậm chí 2 giờ đồng hồ là xong, do thường xuyên ở nhà mở ra mở vô cái tông đơ để dọc để phá đó. Nhưng có bạn cứ lây hoay, lúc học mài thì nhanh nhưng lắp ráp vào rất là lâu do chưa bao giờ đụng tới cái ốc vít của cái tông đơ. Một trong những công đoạn phụ làm mất thời gian học của mình đó là công đoạn ráp lưỡi. Các bạn muốn nhanh á thì trước khi học, các bạn ở nhà lấy một cái tông đơ, tháo lưỡi tông ra ráp vào, tháo ra ráp vào, cứ làm liên tục vậy đó để lúc học được nhanh hơn. Còn chuyên sâu như gia cố các chi tiết cho nó khỏi kêu nè, đó, sửa chữa thì các bạn sẽ thực hành tại lớp. Vậy hãy lấy một cái tông đơ cũ ở nhà, các dạng như là tông cây mây sạc đó, magic sạc, mở bung lưỡi ra. Các bạn sẽ thấy các bộ phận cơ bản như sau: lưỡi gà, lò xo, ốc vít, lưỡi nhỏ, lưỡi động, lưỡi lớn, lưỡi tỉnh. Thì các bạn sẽ ráp vô liền. Các bạn sẽ cài vô, cài cái lưỡi gà vào cái lưỡi động, lưỡi nhỏ. Rồi các bạn sẽ móc lò xo vô. Nếu lò xo không có móc giống như loại magic thì các bạn phải ghét vô hai cái rãnh. Còn nếu mà có hai cái lỗ thì các bạn móc vô. Rồi các bạn ép nó vô, các bạn dùng tay các bạn giữ. Rồi các bạn sẽ để cái lưỡi lên. Rồi dùng một con ốc bắt vô, lấy con kia bắt vô luôn. Sau khi các bạn siết hai con ốc vô thì các bạn mở ra 1/4 vòng. Siết vô rồi mở ra 1/4 vòng. Các bạn điều chỉnh giúp mình khoảng cách giữa mép con ốc ngoài và cái mép lưỡi, hai bên nó bằng nhau, nó tương xứng thôi các bạn, không cần chính xác lắm đâu, tương xứng ha. Rồi sau đó thì các bạn siết một con vô, còn con kia giữ nguyên để các bạn điều chỉnh được cái lưỡi. Điều chỉnh cái lưỡi làm thế nào để cho khoảng cách của cái đầu răng của lưỡi nhỏ với lại lưỡi lớn hai bên nó tương xứng với nhau, tức là nó đều nhau á. Sau khi đều nhau rồi, các bạn siết con đó lại. Khi mà các bạn siết ốc vô thì cái tay của các bạn nè, cái ngón tay này các bạn phải đỡ nha. Rồi sau đó các bạn gặt lên gặt xuống, con có bị méo không? Nếu không méo á, các bạn cứ bật lên rồi các bạn tắt đi coi có méo không. Nếu mà méo thì mình chỉnh lại, cứ thế ha, mình chỉnh tới chỉnh lui, tháo ra tháo vô. Thì cái công đoạn này nó giúp cho các bạn là học nhanh hơn. Đôi khi trong lúc mình đào tạo nghề á, các bạn mài rất là nhanh, mài rất nhanh mà ráp vô chật lắm. Rồi cứ mở ra ráp vô và làm những công đoạn phụ này á, nếu mà mình không luyện trước tại nhà, tại nó dễ, mình có thể tự luyện mà, thì làm lâu lắm các bạn. Ok, chào các bạn.